Chào tất cả mọi người, mình sẽ quay lại clip với giới thiệu mọi người Cascade sản xuất 23. Nay tháng 7 23 ha, một bên là Cascade màu vàng. Tháng 7 23 có ấp lượng 3 khúc. Kiểu dáng thì mọi người kiểu dáng sản xuất có 22. Màu trắng 2 giường. Máy đi chơi đi đây 15. Mình sẽ quan sát sơ một vòng của xe này ha. Màu trắng. Rồi thử quan sát. Rồi. Đèn rất là nắng nên hơi chói, thật khó thấy rồi. Giới thiệu mọi người. Chất lượng xe, vỏ, mâm, 10 cái mâm nhông ha. Dạ. Rồi, mình sẽ quan sát góc nghiêng ha. Ốp lượng 3 khúc mâm nhôm. Ông mô đứng ha, trục mô đứng. Rồi mình sẽ quan sát mở xem cái phần động cơ nó sạch sẽ hay không ha. Nó như khác biệt gì không. Đây động cơ, động cơ máy đi chơi DD15. Rất là mới. Rất là đẹp ha. Rất là đẹp. Này thì mình về đã làm vệ sinh xương hàng ống hơi, lọc gió, lọc nước, cắt nước hết rồi, về cái sử dụng thôi. Nguyên cái cầu đích số mình cũng đã thay dầu rồi, dầu và dầu Mỹ ha. Thì mọi người mua về người ta sẽ không cần phải sử dụng hay là ra, không cần phải ra nhà xưởng hay là gara để bảo trì bảo dưỡng nữa, mà chỉ mang về chạy thôi. Để quan sát bên phải, bên tài ha. Đây bên tài. Đây quan sát bên tài này, mình sẽ thấy tổng quan cái động cơ, máy. Mình đã vệ sinh hết rồi. Ngoài ra thì cái chế độ bảo hành bảo dưỡng thì riêng máy móc hay cầu đất số gì trong vòng 3 tháng nếu mà hư hỏng cái gì mình sẽ thay thế phụ tùng miễn phí, giảm giá phụ tùng sau 3 tháng. Nếu mà trong vòng 3 tháng đó là thay thế phụ tùng miễn phí hết và chính hãng hết ha, không tính một đồng nào hết trong cái bảo trì, trong thời gian bảo dưỡng. Rất là đẹp. Đi chơi DD15, công suất nó là 14.8. Cho nó là cho lên cái công suất động cơ nó là 450 hp. Đây là cái năm sản xuất tháng 7 23, mình sẽ lên cabin mình không xá không phá ha. Đây. Thì một số dòng xe khác thì nó có số lỡ, có số lỡ nữa. Xe này thì không có số lỡ ha, xe này là 10 số, không có số lỡ như 8 số mấy xe kia. Xe này đã được dọn là bọc ghế hết rồi, hai giường áp gỗ. Xe này thì có một số có tủ lạnh nữa, nếu mọi người lấy thì có thể là mình giảm giá lấy tủ lạnh, hoặc là kèm theo là như giá mình thương lượng mình sẽ giảm giá, mình tặng cái tủ lạnh cho mọi người. Đây, bồ đàm, không còn bồ đàm. Đàm thì chắc là mình là không sử dụng nữa nè. Rồi, xe đây. Mọi người có thể quan tâm thì nhấn đăng ký theo dõi và hãy liên hệ lên số điện thoại là 0932795695. Truy cập vào trang web xe đầu mỹ vn.com của mình ha, trang web cá nhân. Tham khảo một số dòng xe khác nhau, đồng thời có thể liên hệ trực tiếp để là tư vấn hay là giải đáp những cái thắc mắc của người tiêu dùng. Liên hệ tới Mr. Diện nha, nhớ nhấn đăng ký kênh YouTube của mình nha mọi người, nhớ đăng ký subscribe để quan sát nhiều cái clip mới. Chào tạm biệt tất cả mọi người, mọi người có thể liên hệ tới số điện thoại 0932795695. Mr. Diện ha, chào tất cả mọi người.